hình gì thầy? Ờ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm trà bản cầu sơn hạt đắc. Đây đắc này các bạn, bản cầu ha. Thành phần chúng ta gồm có là 1 kg bản cầu, 200 sót bản cầu, 50 sirup bản cầu, 100 gram đường cát, 20 nước chanh, nửa ký hạt đắc. Đắc chúng ta luộc nha, luộc xong rồi rồi ráo nước chúng ta xem chung. Bóng đây là bây giờ nó hiện đại hơn xíu là có thêm đắc nữa. Khi mình sơn nó cho nó sệt này, nó sệt, nó kêu lại coi, kéo cái thằng xuống này, kéo cái thằng xuống, đó, nó sệt sệt như này. Khi chúng ta bán á, thì chúng ta sẽ múc luôn cái nước sốt này nè, bỏ vô lắc luôn, thì nó mới ngon. Một chảo này thì chúng ta bán được tầm khoảng hơn 50 ly. Bây giờ, thì bán cầu bây giờ trung bình á, tất cả ngoài chợ bây giờ là 60 ngàn một ký. Nếu mà lấy sỉ thì giờ rẻ hơn, 40 ngàn, 30 ngàn ly. Mục đích để xem bán cầu làm cái gì? Cho nó bảo quản được lâu. Còn nếu mà làm tươi, thì nó nhanh đen, chua, đúng không? Ừ, đắng. Cái hai đó là bán cầu đâu phải là cái nào nó chín đều. Giờ mình có khi mình cắt khúc đầu thì nó chín sâu rồi sẽ sửa. Thì bắt buộc mình phải sơn cho nó đều, đúng không? Đều hết. Thì nó đồng nhất sản phẩm mình bán khách hàng nó thích hơn. Rồi sau khi sơn xong, sợt như này là thấy rồi, nó sợt, sợt như này thì chúng ta tắt bếp. Tắt bếp, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị 20 nước chanh. Tương đương với là nửa quả. Chúng ta bắt đèn lên để cân bằng cái độ chua ngọt của cái mẹ bắt đầu đây. Bắt không phải bắt vô trực tiếp lên đó. Vì sao chúng ta phải bắt cái cây như này. Đó bắt trên cây này. Đó, không? Chạy từ từ xuống, chứ đừng bắt trực tiếp xuống. Đây là một cái mẹo trong nấu ăn mà hầu như là nó tức như đồ họ chưa biết. Họ không biết, không biết là họ giấu không biết nữa. Ủa thầy ơi, hồi nãy là đã 20 ml nước chanh vô cơ đúng không? Chưa, cắt đi nó chanh của họ bỏ sâu. Nếu mà em sao lúc mà em nấu á thì có gì bị đắng. Dạ. Đó, bỏ lên cây thấy không? Thấy bỏ lên chanh rồi. Rồi, để đây cho nó nguội xíu. Đồng thời nó sẽ úp vô hạt đắc luôn. Nha, úp vô hạt đắc luôn, nó chỉ chín hạt đắc luôn. Rồi, đắc thử một cái nè.